Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ em mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma, nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt, như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật mô xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ, người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói, có lời kinh thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân dân người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em Trong đoạn Kinh Thánh này Thánh sử Luca đã thâu tóm lại buổi chiều phục sinh Tất cả những việc xảy ra suốt 40 ngày Từ ngày phục sinh đến ngày Đức Giêsu lên trời Thật vậy 11 tông đồ chỉ có thể dần dần lãnh hội được đầy đủ sứ điệp phục sinh. Đối với những kẻ thấy người mà họ tưởng là ma. Đức Giêsu đã cho họ xem thấy những lỗ đinh ở tay và chân của người. Đối với những kẻ vui mừng khi thấy thầy thật rồi, Đức Giêsu cho họ cùng được ăn uống với người. Đối với kẻ coi cuộc thương khó là gương mù gương xấu, người giải thích kinh thánh để họ nhận ra chương trình cứu độ của Thiên Chúa Đối với những kẻ còn do dự, người đòi họ trở nên chứng nhân rao giảng cho tin mừng từ thành Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Đức Giêsu truyền cho các tông đồ phải là chứng nhân của Ngài. Thưa anh chị em, nhìn vào lịch sử truyền giáo, chúng ta thấy các tông đồ thật sự là những chứng nhân trung thật đã đi rao giảng Đức Giêsu chịu chết và phục sinh cho các dân tộc. Nghĩa là sau khi Chúa về trời và sau khi nhận lãnh hoa trái của Chúa Thánh Thần, các tông đồ từ những người nhát gan sợ sệt, từ những người dân trài quê mùa, không thông hiểu về đấng cứu thế, các ngài đã trở nên những người can đảm, thông thái, lợi khẩu. Các ngài đã vâng lệnh Chúa ra đi rao giảng cho mọi người biết và tin vào Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa đã đến trần gian, đã chết và sống lại để cứu chuộc tất cả mọi người. Các ngài đã đóng vai trò chứng nhân và thi hành đầy đủ bổn phận làm chứng nhân cho thầy của mình. Thưa anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày. Không cần phải làm những việc hiện ngách lớn lao, mà chúng ta hãy làm những công việc bình thường theo nhiệm vụ của mình. Miễn làm sao chúng ta làm những công việc đó như là những gương sáng cho người khác, để từ đó họ nhìn thấy được Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cuộc sống của mình. Vào những giây phút cuối cuộc đời, nhà văn John Payer đã nói những lời từ giả với người vợ thân yêu của mình như sau. Mình yêu dấu. Trong gương mặt của mình, tôi đã nhìn thấy dung mạo của Thiên Chúa. Xin cảm ơn mình vô cùng thưa anh chị em trong gương mặt của mình tôi đã nhìn thấy thiên chúa mỗi người ký tôi hữu chúng ta cũng được mời gọi hãy sống thế nào để những người anh em chúng ta chung quanh chúng ta có thể nắm lấy bàn tay chúng ta và nói những lời như thế trong gương mặt của anh trong gương mặt của em tôi đã có thể nhìn thấy dung mạo của thiên chúa một vị thiên chúa hằng sống